Hôm nay thì thị trường chứng khoán Việt Nam đã có phiên giằng co quanh mức tham chiếu khi chưa tìm được động lực để tăng hay là giảm điểm. Cụ thể là tiếp tục xu hướng tăng điểm từ cú đảo chiều cuối phiên ngày hôm qua, VN Index đã bật tăng tới hơn 2 điểm trong sáng nay. Tuy nhiên thì sau đó thị trường chỉ biến động lình xình trong biên độ hẹp và kết thúc phiên giao dịch thì VN Index đã đóng cửa mức 1.261,72 điểm, giảm 4,6 điểm, tương ứng với 0,36%. VN30 thì đóng cửa mức 1.275,97 điểm, giảm 3,32 điểm, tương ứng với 0,26%. Thị trường tiếp tục cho thấy sự phân hóa khi mà bán lẻ, dệt may và thép là các nhóm ngành tích cực nhất trong phiên ngày hôm nay. Trong khi đó thì hóa chất, dầu khí và ngân hàng tiếp tục cho thấy sự ảm đạm. Về phân tích kỹ thuật thì VN Index đang quay trở lại mốc hỗ trợ là MA20 ở mức 1.261 điểm sau khi không thể vượt qua được MA9 trong ngày hôm nay. Thanh khoản thị trường cũng đã sụt giảm mạnh, cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước khi có dữ liệu về lạm phát Mỹ được công bố vào cuối tuần này. Cụ thể hơn về tình hình cổ phiếu ngày hôm nay thì nhóm bán lẻ đã đồng loạt nổi sóng trong phiên khi mà các nhà đầu tư kỳ vọng vào các doanh nghiệp bán lẻ sẽ được hưởng lợi sau thông tin chính phủ đã thông qua đề nghị giảm thuế VAT đến hết năm 2024. Các cổ phiếu tăng điểm trong ngành này có FPT Retail tiến 3,3%, DigiWorld 1,7%, MWG 1,3% hay là P&G cũng tăng 1,1%. Cổ phiếu MWG thì đã có mức tăng ấn tượng tới hơn 32% chỉ trong vòng dưới 2 tháng nhờ vào những tín hiệu khả quan từ chuỗi bách hóa xanh và sự hồi phục của chuỗi thế giới di động cùng với điện máy xanh. Trong khi đó thì cổ phiếu FPT Retail đã thiết lập đỉnh mới ở mốc 170.500 đồng một cổ phiếu ngay sau khi Dragon Capital vừa nâng sở hữu lên hơn 10%. Bên cạnh đó thì nhóm cổ phiếu dệt may cũng là tâm điểm trước tình hình phục hồi của xuất khẩu dệt may nước ta cũng như là sự trở lại của các đơn hàng. Có thể kể đến như là ADS tăng trần, VGT tiến 6%, Zilimax 5,8%, TCM 5,4% và M10 với mức tăng 4,9%, TNG tăng 3,5%. Dệt sợi Damsan, mã ADS thì vừa thông báo đang chuẩn bị thi công 3 cụm công nghiệp với tổng quy mô 140 ha ở Thái Bình, dự kiến sẽ đưa vào vận hành trong giai đoạn 2024 đến 2025. Điều này thì đã khiến cho dòng tiền đổ mạnh vào cổ phiếu này trong phiên ngày hôm nay. Sau chuỗi phiên điều chỉnh thì hôm nay đã đánh dấu sự trở lại của nhóm cổ phiếu thép. Cụ thể là Hòa Phát và Hoa Sen đều có mức tăng 1,2%, trong khi đó Nam Kim tiến 0,2%. MCH thì cũng đáng chú ý khi tăng tới 7% và thiết lập mức đỉnh mới ở mốc 196.000 một cổ phiếu, đồng thời cũng giúp cho doanh nghiệp vững bước vào danh sách top doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam, vượt qua nhiều ông lớn như là Sabeco, MBB, Thế giới di động, VRE hay là Vinamilk. Một cổ phiếu đáng chú ý ngày hôm nay đó là Lộc Trời khi tiếp tục có phiên thứ 2 tăng mạnh liên tiếp khi đóng cửa tăng 4,9%, sau thông tin là doanh nghiệp này vừa trúng thầu 100.000 tấn gạo sang Indonesia. Chỉ trong vòng 2 phiên, cổ phiếu này đã tăng tới hơn 8%. Một số cổ phiếu ngân hàng thì xanh nhẹ và đã giúp cho việc ổn định VN Index trong ngày hôm nay, có thể kể đến như là EIB tiến 1,3%, MSB 0,7%, HDB 0,6% hay là Techcombank có mức tăng 0,4%. Một số cổ phiếu cũng tích cực trong ngày hôm nay mà quý vị nên chú ý khác thì còn có ANV tăng 5%, NTL 4%, QTP 3,6%, CMG 2,9%, Novaland 2,1% hay là CTR cũng tiến 1,3%. Ở chiều ngược lại thì nhóm cổ phiếu hóa chất và đặc biệt là nhóm cao su đã quay đầu điều chỉnh sau phiên khởi sắc ngày hôm qua. Cụ thể là GVR giảm 2,4%, DPR 2,1%, DRC 1,5% hay là PHR đã lùi 0,2%. Nhóm ngân hàng thì tiếp tục cho thấy tình hình ảm đạm và chủ yếu là bởi đà giảm của ông lớn Vietcombank. Ngày hôm nay thì cổ phiếu này đã đóng cửa giảm 1,6% và làm cho VN Index mất đi gần 2 điểm. Sau khi thiết lập đỉnh lịch sử từ cuối tháng 2 thì tính đến thời điểm hiện tại, Vietcombank đã giảm tới hơn 13%. Một số cổ phiếu khác trong ngành cũng đã giảm điểm như là BID 1,3%, VIB 1,1% hay là Liên Việt Postbank mất 1%. Một cái tên đáng chú ý ngày hôm nay đó là cổ phiếu Vinhome khi đã bất ngờ chuyển từ sắc xanh sang đỏ trong phiên. Kết phiên thì Vinhome đã đóng cửa giảm 0,4%. Khối ngoại cũng đã bán dòng đột biến vào cổ phiếu này với giá trị là hơn 645 tỷ. Bên cạnh đó thì nhóm dầu khí tiếp tục gặp phải áp lực chốt lời với nhiều cổ phiếu giảm điểm, có thể kể đến như là GAS 1,2%, PVS và PVD đều giảm 1,1% hay là PLX lùi 0,8%. Cổ phiếu VOS thì đã bất ngờ giảm sàn trong phiên ngày hôm nay khi các nhà đầu tư đồng loạt chốt lời. Đáng chú ý là cổ phiếu này đã có mức tăng ấn tượng tới 60% kể từ cuối tháng 4 đến nay.
Cuối cùng là một số cổ phiếu giảm điểm đáng chú ý khác có thể kể đến như là PET mất 2,4%, SSC 2,3%, Sabeco 1,7%, BAP 1,7% hay là PTB cũng đã lùi 1,1%. Tiếp theo đến với tình hình khối ngoại thì các nhà đầu tư nước ngoài đã tiếp tục bán ròng mạnh lên tới 1.502 tỷ trong phiên ngày hôm nay. Và chủ yếu thì họ bán ròng ở các mã như là Vinhome giá trị 645 tỷ, Vietcombank 256 tỷ, MWG 130 tỷ, Vinamilk 100 tỷ hay là MCH với giá trị 83 tỷ. Tương tự như thị trường cơ sở thì thị trường phái sinh cũng có biến động mạnh trong biên độ hẹp vào ngày hôm nay. Kết thúc phiên giao dịch thì VN30 F2406 đã đạt mức 1.270 điểm, tức là không đổi so với phiên trước đó. Khối ngoại đã tiếp tục mua ròng 1.100 hợp đồng. Tiếp theo đến với chứng khoán thế giới, thì chứng khoán Mỹ đã giảm điểm vào ngày thứ Năm, 30 tháng 5, khi mà cổ phiếu Salesforce đã ghi nhận phiên tồi tệ nhất trong khoảng 2 thập kỷ. Nhà đầu tư thì cũng đang chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ sẽ được công bố. Kết thúc phiên giao dịch ngày 30 tháng 5, chỉ số Dow Jones đã rớt 330,06 điểm, tương đương với 0,86%, xuống 38.111,48 điểm. Chỉ số S&P 500 thì lùi 0,6%, xuống mức 5.235,48 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite thì mất 1,08%, còn 16.737,08 điểm, nhấn mạnh sự sụt giảm của các cổ phiếu công nghệ. Đáng chú ý là cổ phiếu Salesforce thì đã bốc hơi 19,7% sau khi công bố doanh thu không đạt kỳ vọng trong quý tài chính đầu tiên và đưa ra triển vọng yếu kém, đánh dấu phiên tồi tệ nhất kể từ năm 2004. Cổ phiếu Nvidia thì cũng đã sụt hơn 3%, ghi nhận phiên sụt giảm đầu tiên sau khi báo cáo lợi nhuận bùng nổ vào tuần trước. Cổ phiếu Microsoft thì mất hơn 3% trong phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 10 năm 2023. Còn chứng khoán châu Á thì phần lớn là tăng điểm khi mà các nhà đầu tư đổ dồn sự chú ý vào dữ liệu lạm phát PCE của Mỹ ra vào tối nay. Thị trường Trung Quốc đã giảm điểm khi mà chỉ số PMI của nước này tăng với tốc độ yếu hơn so với kỳ vọng. Cuối cùng đến với thị trường hàng hóa và tiền tệ thì nối tiếp đà giảm từ trưa ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC trưa nay đã tiếp tục lao dốc mạnh và chính thức mất mốc 88 triệu đồng một lượng. Trong khi đó thì giá vàng nữ trang SJC 24K đã biến động trái chiều quanh mức 75 triệu đồng một lượng. Đừng quên theo dõi kênh YouTube của chứng khoán Phai Chi để cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất về kinh tế và thị trường chứng khoán nhé!